anh ở huyện Trần Thời xuống coi vỏ máy nghe nè. Mình chỉ với mít 2 lấy mít 3 4 tờ 8 tờ nghe nè. Anh cũng đang chuẩn bị gắn bình đề lại cho khách nghe nè. Chốt bán cho ông anh ở huyện Trần Thời ha. Vỏ máy trọn bộ bình đề đầy đủ luôn, giá 30 triệu nghe nè. Ông anh cũng đang câu bình nha, cho khách về. Ông anh cũng đang dẫn xe xuống nghe nè. Sáng dưới anh chạy lên đây 2 tiếng không? Tiếng máy à. Tiếng máy à? À tại anh đâu có biết nước rộng nước lớn gì đâu rồi. Mấy em không nói với làm anh đi ra uống phê rồi. Đi chơi hết rồi. Không phải sáng đi nhậu với ôm không? Rồi xuống xe cho ông anh uống về nghe nè. Bỏ hai bên đó vàng. Ừ. Từ từ xuống, từ từ xuống. Được rồi, được rồi. Lượng sát làm sao quá anh mong kéo xích lên trước. Lật đó, lật đó, lật đó. Nhóng lên qua. Để chấm cọc nào chỉ. Cái kia câu thẳng vậy không? Rồi anh đề chạy đi mở dây lại tuột xuống. Nghiêng không, nghiêng không? Để cái bình nằm phía bển nữa. Rồi ok. Không, hơi nghiêng bển. Hơi nghiêng gì à, ngã xe qua chút. Anh sửa xe lại nó nằm qua đây chút. Lên trên hiệp bình quất đầy canh dầu kéo qua mấy nay nữa là nó đồng rồi. Nó nằm xuống luôn được rồi, ok. Rồi, rồi vậy được đó. Rồi chốt trong anh không về nghe anh em. Chốt kìa bán xã Trần Hợi, huyện Trần Thời ha. Vỏ máy trọng bộ 30 triệu nghe anh em ơi. Anh em có mua vỏ máy cũ hay là mua máy nghi địa làm nhà cầu liên hệ với mình ha. Rồi chào anh em ơi.